quần tất màu đen. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này là tổ trọng tài chính, đó là trọng tài Kumarin Kamren. Hai trợ lý của ông Kamren đều là các trợ lý người Thái Lan. Trợ lý thứ nhất là ông Patapong Kisathit, trợ lý thứ hai ông Tanlate Chuyên Chuyên. Đề nghị quý vị đều hiểu. Trọng tài bàn, trọng tài thứ tư là ông Võ Minh Chí, trọng tài người Việt Nam. Và giám sát trận đấu đó là ông Đoàn Anh Tuấn. Quốc ca Malaysia. The nation. Quốc ca Việt Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chào cờ và quốc ca của Việt Nam. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều không đặt mục tiêu thắng và kết quả chung cuộc. Đây là hai huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng và Frank Bernhard tối ưu cho đội tuyển U23 của hai nước với mục tiêu là giành huy chương vàng ở môn bóng đá nam tại SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 năm nay. Và đó là giải đấu mà Malaysia là nước chủ nhà. Ngoài việc theo dõi trực tiếp những diễn biến của trận đấu giao hữu quốc tế này giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, quý vị có thể theo dõi lại những pha bóng đáng chú ý, những bàn thắng của trận đấu này nếu có trên địa chỉ website quen thuộc của chúng tôi, thể thao.vtv.vn. Người mang bằng đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đó là chân sút Nguyễn Công Phượng, và người mang bằng đội trưởng của đội tuyển U23 Malaysia đó là số 4 Mohd Arif Zainuddin. Ở vòng bảng của SEA Games 28 diễn ra vào năm 2015 tại Singapore thì đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng đậm với tỷ số là 5-1 trước U23 Malaysia. Và ngày hôm nay với một dàn cầu thủ trẻ trung chất lượng và đang có được thể lực cũng như phong độ tốt nhất thì U23 Việt Nam cũng đang tràn đầy tự tin để lập lại thành tích giành chiến thắng trước U23 Malaysia. Vừa rồi chúng ta đã được đến với đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam. Trấn Dũng Thành là thủ môn mà số 1 Phí Minh Long, các cầu thủ số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Trần Hữu Đông Triều, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 đội trưởng Nguyễn Công Phượng, số 11 Đỗ Duy Mạnh, số 12 A Hoàng, số 15 Hoàng Văn Khánh, số 17 Vũ Văn Thanh, số 19 Nguyễn Quang Hải và số 21 Hồ Tuấn Tài. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam là ông Nguyễn Hữu Thắng. Còn đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Malaysia gồm có số 3 Siaswan Zaipon Bahari, số 4 đội trưởng Adib Zainuddin, số 5 Zaluriswan Maslan, số 8 Mohd Ishak, số 9 Nos Adlin, số 10 Siami Safari, số 11 Jaffrey Chiu, số 12 Kumahan Satisivam,
số 16, Anwar Ahmad Jamri số 17, Irfan Zakaria và số 23, thủ thành Sihan Hashmi Mohamed. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Malaysia là huấn luyện viên người Đức, ông Frank Bernhard. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta trong bộ trang phục màu trắng bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Và như vậy là hiệp 1 của trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta và đội tuyển U23 Malaysia đã bắt đầu. Đây là trận đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 chứ không phải là sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 như nhiều người đã dự đoán trước khi trận đấu diễn ra. Trần Dũng Thành là thủ môn phía Minh Long, bộ đôi trung vệ là Hoàng Văn Khánh và Bùi Tiến Dũng. Hai hồi với cánh bên phía cánh trái là Vũ Văn Thanh, bên phía cánh phải đó là A Hoàng. Hai tiền vệ đá thấp nhất trong số các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đó là Đỗ Duy Mạnh và Trần Hữu Đông Triều. Tiền vệ cánh trái Nguyễn Quang Hải, tiền vệ cánh phải Nguyễn Văn Toàn. Đá cao nhất trên hàng tấn công đó là Hồ Tuấn Tài và đá với vị trí hậu công đó là Công Phượng. Đó là bàn thắng đến từ rất sớm dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Một sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội U23 Malaysia đã khiến họ phải trả giá. Người ghi bàn đó chính là tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Một bàn thắng rất may mắn của Hồ Tuấn Tài, một pha xử lý bất cẩn của số 10 bên phía đội tuyển U23 Malaysia đó là Siami Zafri. Bóng đã chạm vào người của Quang Hải và vô tình trở thành một đường truyền dành cho Hồ Tuấn Tài, và bàn thắng mở tỷ số đã tới từ rất sớm dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trận đấu đã khởi đầu theo một kịch bản đầy bất ngờ với chính bản thân các cầu thủ đang có mặt trên sân, với ban huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam và với tất cả những ai đang trực tiếp theo dõi trận đấu này trên sóng của Đài Truyền Việt Nam cũng như là trực tiếp có mặt trên sân vận động Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Văn Toàn rất hay. Điểm mạnh của cầu thủ mang số 9 này. Trong khi đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta có 23 cầu thủ trong đợt tập trung lần này thì đội tuyển U23 Malaysia chỉ có tổng cộng là 18 cầu thủ. Chứ không phải là Hồ Tuấn Tài. Hà Đức Chinh đang có tại giải vô địch quốc gia và 3 bàn thắng ở vòng loại cúp quốc gia giúp cho SHB Đà Nẵng vượt qua xi măng Fico Tây Ninh để góp mặt ở vòng 1/8. Đây là huấn luyện viên người Australia, ông Frank Bernhard. Xin lỗi quý vị và các bạn, huấn luyện viên người Đức, ông Frank Bernhard đã từng là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Azerbaijan. Và trước khi làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Malaysia, ông đã làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 Malaysia. Tiến Dũng, Văn Khánh, quả đá phạt dành cho đội tuyển U23 Malaysia, một pha cài người rất khôn ngoan của tiền đạo Kuhamran Satavivam. Ở các lứa của bóng đá Malaysia thì có một điểm chung đó là thể hình và thể lực là khá tốt.
chưa có một pha phối hợp nào đáng chú ý từ phía cầu thủ U23 Malaysia. Và lại thêm một quả đá phạt nữa dành cho U23 Malaysia. Người bị phạm lỗi đó là Anwar Zamri. Safari. Đường chuyền quá khó của Safari cho đồng đội. Safari chính là người đã mắc lỗi dẫn tới bàn thua từ rất sớm của U23 Malaysia. Rất nhanh. Cầu thủ của Malaysia đã ngã trong vòng cấm, đó là tiền đạo Kumaran. Nhưng không có lỗi từ phía cầu thủ U23 Việt Nam, đó là quyết định của trọng tài người Thái Lan ông Kamruen. Không có 11m cho U23 Malaysia. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ở giải đấu này, cụ thể là ở trận đấu giao hữu quốc tế này, còn có sự hỗ trợ từ phía huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và đây là một sự hỗ trợ rất cần thiết trên băng ghế huấn luyện của U23 Việt Nam. Năm 2016 vừa qua thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã để lại dấu ấn rất lớn khi giúp cho U19 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U20 World Cup diễn ra vào năm nay tại Hàn Quốc. Đây là Duy Mạnh, một trong hai tiền vệ đánh chặn của U23 Việt Nam trong trận đấu này. Saipol Bahari. Safari, cầu thủ mặc áo số 10 của U23 Malaysia lại đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Lại là Bahari. Bahari và đội trưởng Zainuddin là bộ đôi trung vệ của U23 Malaysia trong trận đấu này. Không tới được vị trí của Công Phượng, đó là pha cắt bóng của đội trưởng Zainuddin. Các cầu thủ U23 Việt Nam rất quyết liệt trong các tình huống tranh cướp bóng ở giữa sân và đến thời điểm này đã ít nhất 3 lần phạm lỗi với các cầu thủ đối phương. Safari. Lần này thì lỗi đã thuộc về phía cầu thủ của Malaysia, người bị thổi phạt, đó là Anwar Zamri. Công Phượng. Văn Thành trong mùa giải 2016 vừa qua được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Và ngày hôm nay lẽ ra trong đội hình của U23 Malaysia cũng có một cầu thủ được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm 2016, đó là cầu thủ gốc Australia Davis. Nhưng cầu thủ này đã bị chấn thương và không thể sang Việt Nam. Đường chuyền của Đông Triều. Văn Toàn. Tiến Dũng ném biên cho U23 Malaysia. U23 Malaysia cũng đang chỉ đá với một tiền đạo cực thụ, đó là Noor Azlin là cầu thủ cũng đã có mặt trong danh sách của đội tuyển
U23 Malaysia thua 1 năm trước U23 Việt Nam ở vòng bảng của SEA Games 28 năm 2015 tại Singapore. Safari lỗi đẩy sau, người bị thổi phạt là Văn Thanh. Quả chơi bóng của Yêu Phan không khó khăn đối với pha bắt bóng của Phí Minh Long. Dù các cầu thủ U23 Malaysia không có được lực lượng mạnh nhất cho trận giao hữu quốc tế này, nhưng các hậu vệ của U23 Việt Nam cũng không được phép chủ quan, bởi trong tay của huấn luyện viên Bernhard vẫn có những cầu thủ rất tài năng. Cơ hội, một cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên dành cho các cầu thủ U23 Malaysia với nỗ lực bên phía cánh phải của Safari. Cầu thủ U23 Malaysia đang rất nỗ lực đẩy cao đội hình để gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Phí Minh Long. Những pha phối hợp của cầu thủ U23 Malaysia vẫn đang khá rời rạc. Quang Hải, đường chuyền hơi mạnh của Quang Hải cho Công Phượng. Không có lỗi. Xử lý có phần vội vàng từ phía cầu thủ U23 Việt Nam. Tiếp theo là quả phạt góc cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Đội trưởng không như vậy, Quang Hải chứ không phải là Công Phượng sẽ là người thực hiện quả phạt góc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Vừa rồi là một cơ hội dành cho trung vệ Văn Khánh, Hoàng Văn Khánh, trung vệ của Sông Lam Nghệ An. Ngày hôm nay được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng lựa chọn để đá cặp trung vệ cùng với Bùi Tiến Dũng. Bây giờ thì sẽ là Công Phượng thực hiện quả phạt góc tiếp theo cho U23 Việt Nam. Công Phượng, pha phối hợp khá hay. Rất tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của Trần Hữu Đống Triều, bóng lại vọt sang ngang. Chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp đá phạt góc của U23 Việt Nam. Công Phượng định xâm nhập vào khu vực trung lộ tìm khoảng trống để dứt điểm, nhưng khi không tìm ra khoảng trống, anh đã quan sát thấy người đồng đội là Trần Hữu Đông Triều ở tuyến 2 băng lên. Lỗi của Duy Mạnh. Duy Mạnh mới trở lại sau khi đã trải qua một năm 2016 đáng quên, anh bị chấn thương trong cả mùa giải. Sau một năm điều trị và
hồi phục chấn thương thì đầu mùa giải 2017 Duy Mạnh đã trở lại. Cho đến thời điểm này thì mặc dù chưa tìm lại được phong độ tốt nhất của mình, nhưng sự trở lại của Duy Mạnh cũng đã có những dấu hiệu rất tích cực. Quang Hải. Quang Hải có cái chân trái rất khéo và nguy hiểm. Lỗi đầy sau, người bị thổi phạt đó là Adam No Aslin, cầu thủ mặc áo số 9 của U23 Malaysia. Ở vòng bảng của SEA Games năm 2015, Công Phượng thực hiện một quả đá phạt cũng bên phía cánh trái nhưng ở cự ly gần hơn và đã sút vào góc cao, ghi bàn rất đẹp mắt vào lưới của U23 Malaysia. Vừa rồi thì ý đồ của Công Phượng đó là treo bóng sâu vào trong khu vực 16m50 cho đồng đội. Tuy nhiên vừa rồi đã không có một pha bóng nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Sihan Hasmi. Có lẽ vừa rồi bóng đã chạm vào tay của Jaffrey Chiu. Pha cả người rất khôn ngoan của Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Công Phượng rất tiếc, Công Phượng hoàn toàn có thể sút ngay sau pha kiến tạo của Văn Toàn. Đó là một cơ hội thực sự thuận lợi để cho đội trưởng của U23 Việt Nam có thể lập công và giải tỏa được sức ép hiện tại về mặt tâm lý dành cho anh. Công Phượng là cầu thủ rất tài năng và tài năng của anh đã được thừa nhận. Tuy nhiên hiện tại thì Công Phượng đang gặp một chút vấn đề về tâm lý và đặc biệt là phải thay đổi lối chơi khi bóng đá trẻ. Và hiện tại ở đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 hay tại đấu trường giải vô địch quốc gia thì lối chơi sẽ phải thay đổi. Đây đang là giai đoạn khó khăn của Công Phượng. Safari. Jaron. Zainuddin. Đường truyền dài của Jamri. Kumahan. Và phối hợp không ăn ý của cầu thủ U23 Malaysia. Công Phượng. Bóng vẫn trong sân, tốc độ của Công Phượng. Ơi, không được. Công Phượng đã quyết định thực hiện một tình huống solo xâm nhập sâu vào trong khu vực 16m50. Nhưng khi quyết định chuẩn bị ra chân để sút ở góc hẹp thì anh đã không thành công. Nỗ lực của Công Phượng đã mang về cho đội tuyển U23 Việt Nam một quả phạt góc. Chúng ta cùng xem lại những tình huống tăng tốc và xử lý tự tin trước số đông cầu thủ đối phương rất quen thuộc của cầu thủ số 10 này. Người đã kịp thời ngăn chặn cú sút của Công Phượng đó chính là tiền vệ phòng ngự của U23 Malaysia Irfan Zakaria. Rất tiếc, đường chuyền không chính xác của Tiến Dũng dành cho Công Phượng. Nếu như đường chuyền vừa rồi của Bùi Tiến Dũng chuẩn xác thì Công Phượng lại có cơ hội để thể hiện được khả năng đi bóng với kỹ thuật rất tốt của mình. Khi thi đấu trong áo của đội tuyển U19 Việt Nam, Công Phượng đã thể hiện được tố chất của một ngôi sao với khả năng
qua người và dứt điểm quyết đoán. Tuy nhiên hiện tại thì lối chơi đó dường như không còn hợp nữa, khi anh giờ đây đang là thành viên của đội tuyển quốc gia, của đội tuyển U23 Việt Nam. Gần một nửa thời gian của hiệp 1 trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia chuẩn bị trôi qua, và tỷ số trên sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đang là 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Người ghi bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm ngay ở phút thứ hai cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta là tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Được chuyền của Nord Aslin. Tranh cướp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân và không ngại va chạm cũng như phạm lỗi, có lẽ đang là một trong những yêu cầu của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đối với các học trò của mình. Và sẽ có sự thay đổi người từ rất sớm bên phía U23 Malaysia. Cầu thủ chuẩn bị vào sân đó là cầu thủ mang áo số 7, Nadaraja. Và cầu thủ rời sân là tiền vệ cánh trái mang số 5, Maslan. Sự mờ nhạt suốt từ đầu trận của Maslan khiến cho anh đã bị huấn luyện viên người Đức ông Bernhard rút ra ngoài sân, và người vào sân để thế trước cho anh đó là Naraja. Đường chuyền của Công Phượng. Văn Toàn. Và xử lý rất tự tin của Đỗ Duy Mạnh. Quang Hải. Cơ hội phản công cho U23 Malaysia. Đó là một lỗi kéo người khá rõ ràng. Lỗi kéo người của Jaffrey Chiu đối với trung vệ Bùi Tiến Dũng. Quả ném biên dành cho U23 Việt Nam. Văn Toàn như thường lệ vẫn rất nhanh nhẹn và nguy hiểm bên phía hành lang cánh phải. Tốc độ cộng với khả năng di chuyển không bóng rất hợp lý chính là thứ vũ khí rất nguy hiểm của Văn Toàn. Trần Hữu Đông Triều đã có pha xử lý bằng gầm giày rất hay và anh đã bị phạm lỗi. Trong nhiều trận đấu có thể trước các đối thủ khác nhau thì huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng chỉ có thể lựa chọn hoặc là Đông Triều hoặc là Duy Mạnh ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Nhưng ngày hôm nay, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và hai cầu thủ thi đấu thấp nhất ở hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam đó là Duy Mạnh và Trần Hữu Đông Triều cùng góp mặt. Không khó khăn đối với thủ thành Sihan Hashmi.
Adik Isak. U23 Malaysia đang thi đấu với những hậu vệ cánh có những chiếc áo thường trong bóng đá thuộc về những cầu thủ tấn công. Adik Isak hậu vệ cánh trái mang số 8 và hậu vệ cánh phải mang số 10 đó là Safari, người đã mắc lỗi dẫn tới bàn thua của U23 Malaysia ở trận đấu này. Thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An. Một đường chuyền về khá lóng ngóng từ hậu vệ Adik Isak và giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam có một quả phạt góc. Đây là Adik Isak. Kể từ đầu trận thì tất cả những quả phạt góc của U23 Việt Nam đều được dành cho hoặc là Khâu Phượng hoặc là Quang Hải. Và đây chính là hai cầu thủ trong các buổi tập thực hiện những tình huống sút phạt hàng rào rất tốt bên phía U23 Việt Nam. Đường chuyền hỏng của Trần Hữu Đông Triều. Đường chuyền của Zainuddin. Và chuyền bóng quá khó đối với tiền đạo Adam Nos Aslin. Văn Thành. Tiếp tục là Văn Thành. Duy Mạnh. Công Phượng. Nhưng pha phượt bật nhà với tốc độ khá nhanh và chính xác từ phía cầu thủ U23 Việt Nam. Và vừa rồi thì đường chuyền của Duy Mạnh bóng chạm chân một cầu thủ Malaysia đi ra bên ngoài. Quang Hải. Văn Khánh. Cầu thủ U23 Malaysia có lẽ cũng quá hiểu về U23 Việt Nam nên họ không dám đẩy cao đội hình cũng như là tốc độ của trận đấu. Nếu như nôn nóng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, mải mê tấn công thì cầu thủ U23 Malaysia sẽ phải trả giá khi trên hàng công của U23 Việt Nam đang có rất nhiều những cầu thủ có được thể lực cũng như là phong độ tốt trong thời gian gần đây. Isak. Jeffrey Chiu. Nararaja. Pha phối hợp không thành công giữa Not Aslin và các đồng đội. Zakaria. Hoàn toàn, đây là cơ hội tấn công dành cho U23 Việt Nam. Đợi. Không được. Đó là tình huống Tuấn Tài định chuyền bóng cho Công Phượng nhưng đã xử lý không thành công. Bóng vẫn trong chân của U23 Việt Nam. Sóng gió tạm thời trôi qua trước khung thành của thủ môn Sihan Hashmi bên phía U23 Malaysia. Nếu như có tình huống xử lý tốt thì vừa rồi Hồ Tuấn Tài hoàn toàn có thể tạo ra cơ hội để cho Công Phượng đối mặt với thủ môn đối phương. Chiều. Đông Chiều là cầu thủ có lối chơi rất xông xáo. Còn nhớ là tại giải vô địch quốc gia khi thi đấu trên sân nhà gặp câu lạc bộ Hải Phòng, Đông Chiều đã ghi bàn thắng từ một cú đánh đầu nhưng đã khiến cho anh bị chảy rất nhiều máu ở vùng mặt. Nhưng sau đó thì Đông Triều
sau khi nhận được sự chăm sóc của các nhân viên y tế vẫn tiếp tục quay trở lại sân và thi đấu với tinh thần của một chiến binh. Công Phương. Thủ môn Sian Hashmi không thể tin nổi là vừa rồi Tuấn Tài lại không ghi được bàn. Một pha phối hợp rất hay và sắc nét của đội bóng Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại một phản xạ xuất thần của thủ môn Hashmi. Chút nữa thôi tỷ số là 2-0 dành cho U23 Việt Nam. Cú đánh đầu đập đất của Hồ Tuấn Tài, nhưng sau khi đập đất lại bật lên đúng vào tầm tay của thủ môn Sian Hashmi. Bây giờ thì Quang Hải sẽ thực hiện quả phạt góc cho U23 Việt Nam. Quang Hải. Pha xử lý khá mạo hiểm của Văn Thành. A Hoàng. Không có lỗi, không có lỗi của cầu thủ Malaysia. Và trong tình thế mà đội nhà đang đứng trước khả năng bị tấn công thì A Hoàng, hậu vệ cánh phải của U23 Việt Nam đã lựa chọn giải pháp đó là phạm lỗi. A Hoàng chính là người thực hiện đường truyền ngang và tạo cơ hội cho Hồ Tuấn Tài. Chút nữa đã có được cú đúp trong trận đấu này. Tiến Dũng. Ném biên cho U23 Malaysia. Công Phượng. Cả người rất khôn ngoan. Tuấn Tài. Văn Toàn. Đường chuyền của Duy Mạnh. Rất hay. Vẫn còn. Rất tự tin. Đó là những pha xử lý của cầu thủ U23 Việt Nam. Duy Mạnh. Vừa rồi thì Văn Toàn đã không thể vượt qua được hậu vệ cánh trái của Malaysia, đó là Andik Ishak. Văn Toàn. Rất hay. Văn Toàn. Văn Toàn quyết định dứt điểm ở góc hẹp sau tình huống phối hợp bật nhà với Công Phượng, người bạn thân của anh. Và phối hợp cho thấy sự hiểu ý giữa bộ đôi Văn Toàn và Công Phượng. Công Phượng. Văn Toàn. Tuấn Tài. Không được. Vẫn còn Văn Thanh. Cú sút của Văn Thanh, bóng đã chạm vào người một cầu thủ bên phía Malaysia và bị giảm lực đi rất nhiều. Văn Thanh là cầu thủ có khả năng ghi bàn trong những tình huống, trong những cơ hội như vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý bằng ngực rất đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài. Và sau đó là nỗ lực của Vũ Văn Thành. Cú sút của Vũ Văn Thành, bóng đã chạm chân của trung vệ Jaipon Bahari. Và lực bị giảm đi rất nhiều, không gây ra khó khăn đối với thủ thành Sihan Hashmi. Quang Hải. Tiếp tục là Quang Hải. Công Phượng. Lợi thế dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Công Phượng. Không được. Quang Hải đã bị phạm lỗi. Và trọng tài quan sát thấy U23 Việt Nam có cơ hội để tấn công và đã cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta hưởng phép lợi thế. Hy vọng là Quang Hải không bị chấn thương. Người đã phạm lỗi với anh đó chính là hậu vệ Safari. Quang Hải nổi lên là một cái tên rất đáng chú ý trong những vòng đấu đầu tiên của giải vô địch quốc gia năm 2017, đặc biệt là màn tỏa sáng
trong trận đấu khai mạc mùa giải trên sân hàng đấy với hai bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới của Than Quảng Ninh. Và sau đó Quang Hải còn có được một bàn thắng nữa tại giải vô địch quốc gia năm nay, đó là bàn thắng vào lưới của Quảng Nam. Đáng tiếc là trận đó thì câu lạc bộ Hà Nội của Quang Hải đã thua trên sân Tam Kỳ. Một bàn thắng cho U23 Việt Nam là khá khiêm tốn so với thế trận và những cơ hội mà các cầu thủ của chúng ta đã tạo ra. Văn Khánh, pha cắt bóng của Anik Isak. Nadaraja, Jeffrey Chiu. Bùi Tiến Dũng đã bị thổi phạt, nhưng có vẻ như trung vệ mặc áo số 4 của chúng ta không hài lòng với quyết định thổi phạt của trọng tài người Thái Lan, ông Khamruen. Safari để mất bóng. Công Phượng, Tuấn Tài. Vừa rồi nếu như hiểu ý thì Tuấn Tài có thể chuyền bóng cho Công Phượng để có cơ hội đối mặt. Lỗi đẩy người từ phía sau, người đã bị trọng tài thổi phạt đó là tiền vệ trung tâm của U23 Malaysia Anwar Zamri. Văn Thành, ném biên cho U23 Việt Nam. Quang Hải rất tự tin. Quang Hải chuyền bóng cho Văn Toàn, nhưng ý đồ của anh đã không thành công. Đến thời điểm này thì U23 Malaysia chỉ có được một pha bóng đáng chú ý duy nhất, đó là nỗ lực bên phía cánh phải của hậu vệ Safari. Thêm một lần nữa, trọng tài người Thái Lan ông Khamruen lại phải nhắc nhở với tiền vệ trung tâm Anwar Zamri của U23 Malaysia. Đông Triều cũng là một trong những cầu thủ có khả năng sút phạt tốt bên phía U23 Việt Nam. Pha xử lý tốt của Tuấn Tài. Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn. Cơ hội, không được. Những pha xử lý qua người rất kỹ thuật và tự tin của Văn Toàn. Cuối cùng thì anh lại không dứt điểm ở góc hẹp mà quyết định chuyền bóng cho Công Phượng, nhưng đã bị hậu vệ của đối phương đọc được ý đồ. Pha để mất bóng của Công Phượng. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng rất tự tin và kỹ thuật của Văn Toàn. Đường chuyền bóng ra cho Công Phượng hoặc Hồ Tuấn Tài đã bị hậu vệ của Malaysia đoán trước được ý đồ. Thời gian còn lại của hiệp một trận đấu không còn nhiều, đây là phút thứ 40 rồi. Nhưng với thế trận như thế này thì khả năng để U23 Việt Nam có thêm bàn thắng vẫn là rất lớn nếu như chúng ta biết tận dụng tốt cơ hội. Đến thời điểm này thì cánh phải đang là cánh tấn công chủ lực của U23 Việt Nam. Quang Hải và những cầu thủ bên phía là cánh trái
có phần hơi im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên Quang Hải là mẫu cầu thủ chỉ cần sơ sảnh để cho anh có cơ hội thì hậu vệ đối phương sẽ phải trả giá. Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Thành, Tuấn Tài, không được. Dù đã có được bàn thắng trong trận đấu này nhưng đến thời điểm này thì cũng đã có những pha bóng mà Tuấn Tài xử lý không phải là hợp lý. Trước đó chúng ta thấy đã có tình huống phối hợp với Công Phượng và Công Phượng đã rất khôn ngoan, chủ động phá bẫy Việt Vị để băng xuống, nhưng Tuấn Tài đã không chuyền bóng vào khoảng trống mà lại chuyền vào khu vực trung lộ, khiến cho Công Phượng đã không có cơ hội. Công Phượng và chạy cơ bóng của hai đội trưởng, Công Phượng bên phía U23 Việt Nam và trung vệ Zainuddin của U23 Malaysia Safri. Rất tốt pha xử lý tự tin của Trần Hữu Đông Triều. Duy Mạnh, Quang Hải, Duy Mạnh, Quang Hải, cơ hội Công Phượng, Văn Toàn, 2-0. Đá phạt rất tuyệt vời của cầu thủ U23 Việt Nam. Công Phượng vừa rồi đã chơi rất đồng đội và đó là điều mà người ta đang chờ đợi từ anh. Công Phượng cũng tỏ ra rất vui cho dù anh không ghi bàn. Một pha kiến tạo gây bất ngờ đối với hàng phòng của đối phương. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Rất hay. U23 Việt Nam rất cần những tình huống phối hợp tự tin như thế này. Và cho dù trung vệ của U23 Malaysia đó là Zaipul Bahari đã rất nỗ lực để cản phá nhưng vẫn không thể cứu thua trên vạch cầu môn. Pha phối hợp rất đẹp mắt. Bàn thắng đến ở phút thứ 43, nâng tỷ số lên 2-0 của Văn Toàn cho đội tuyển U23 Việt Nam. Những bàn thắng như vừa rồi là rất cần thiết để tiếp thêm sự tự tin và sắc sảo cho những pha phối hợp trong thời gian còn lại của trận đấu đối với U23 Việt Nam của chúng ta. Trước đó chúng ta cũng thấy một tình huống tấn công rất tốt từ bên phía cánh phải với quả tạt bóng của A Hoàng và cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Hồ Tuấn Tài, nhưng thủ môn Sihan Hashmi của U23 Malaysia đã xuất sắc cản phá. Vừa rồi chút nữa thì trung vệ Zaipul Bahari cũng có thể cản phá, nhưng cú phá bóng của anh trên vạch cầu môn đã đưa bóng vào bên trong khung thành của U23 Malaysia. Một quả đá phạt dành cho cầu thủ U23 Malaysia và đứng trước quả đá phạt đang là tiền vệ trung tâm Jafri Chiu. Một cự ly hoàn toàn có thể thực hiện một cú sút thẳng hoặc chuyền bóng bổng và thậm chí là chuyền ngang vào trung lộ cho đồng đội băng lên dứt điểm. Rất nhiều giải pháp dành cho Jafri Chiu. Jafri, đó là một cú sút thẳng. Cú ly vừa rồi khiến cho chúng tôi nhớ lại tình huống mà Công Phượng đã thực hiện cú sút găm vào góc cao khung thành của U23 Malaysia tại SEA Games năm 2015 ở Singapore. Ý đồ của Jafri Chiu cũng là tương tự với tình huống xuất phạt thành bàn cách đây 2 năm của Công Phượng. Nhưng lần này cú xử lý của Jafri Chiu bóng đi quá cao. Thời gian đã bù giờ của một trận đấu này chỉ là 1 phút. Màn trình diễn của U23 Việt Nam trong một trận đấu này chắc chắn khiến cho khá nhiều, có thể nói là phần đông những fan hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy hài lòng. Văn Thành, Hoàng Văn Khánh, lối của Văn Toàn, anh đã chủ động cài người nhưng trợ lý của trọng tài
Khamren xác định là Văn Toàn đã phạm lỗi. Lứa cầu thủ thuộc Học viện Hoàng Gia Lai Arsenal GMG có những đôi bạn thân rất hiểu với nhau trên hàng tấn công. Đó là sự ăn ý và hiểu nhau giữa Công Phượng và Văn Toàn, và ở giữa sân đó là bộ đôi Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh. Hai cầu thủ vắng mặt trong trận đấu này vì những lý do khác nhau. Như vậy là trọng tài người Thái Lan ông Khamren đã thổi hồi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Tỷ số hiệp 1 là 2-0 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam với những pha lập công của Hồ Tuấn Tài ngay ở phút thứ 2 và Nguyễn Văn Toàn ở phút thứ 43. Kết quả của hiệp 1 phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân khi đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta hoàn toàn làm chủ thế trận và đã tạo ra một thế trận lấn lướt trước U23 Malaysia. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn trở lại với hiệp 2 của trận đấu này sau khoảng hơn 10 phút nữa. Và sau đây xin mời quý vị cùng trở lại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam đến với phần bình luận giữa trận đấu của chúng tôi. Trong hiệp 2 của trận đấu này, đội chủ nhà U23 Việt Nam của chúng ta trong bộ trang phục màu trắng bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Và như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Chắc chắn là cầu thủ U23 Malaysia sẽ phải rất nỗ lực để chí ít là cải thiện được thế trận, và tốt hơn nữa đó là có được bàn thắng vào lưới của thủ môn Phí Minh Long. Cầu thủ vừa vào sân bên phía đội tuyển U23 Việt Nam, Đỗ Thành Thịnh thuộc biên chế của SCB Đà Nẵng, và anh cùng với Hà Đức Trinh là hai cầu thủ tập trung cùng với các đồng đội muộn nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng với câu lạc bộ SHB Đà Nẵng ở vòng loại của cúp quốc gia với chiến thắng đậm trước xi măng Fico Tây Ninh. Người ngồi giữa màn hình của chúng ta đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng, một người dù bận rất nhiều những công việc nhưng với tình yêu dành cho rất nhiều các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá, thì ông ngày hôm nay vẫn có mặt ở trên khán đài của sân Thống Nhất để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng là người rất yêu thể thao và đặc biệt là tình yêu dành cho bóng đá. Trong cả những trận đấu tại giải vô địch quốc gia thì khi thu xếp được thời gian và công việc thì ông Đinh La Thăng vẫn tới sân để cổ vũ cho các câu lạc bộ. Và ngày hôm nay trong một trận đấu đầu tiên trong năm mới 2017 của U23 Việt Nam thì ông đã có mặt, và rõ ràng là màn trình diễn của U23 Việt Nam đã khiến cho ông Đinh La Thăng cảm thấy hài lòng. Cơ hội dành cho Công Phượng. Công Phượng, Công Phượng đã ngã. Chúng ta cùng chờ xem. Như vậy là vừa rồi thì không có 11m, một tình huống băng xuống phá bẫy việt vị rất tốt của Công Phượng, nhưng như thường lệ chúng ta thấy là anh không sút mà thực hiện động tác qua người với thủ môn đối phương. Rất tiếc, một bàn thắng là điều mà rất nhiều người đang trông chờ từ Công Phượng. Dù đến thời điểm này thì màn trình diễn của anh không hề tệ một chút nào. Công Phượng đã có đường chuyền rất tốt để cho Văn Toàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 43 của hiệp 1. Pha tranh cướp bóng của hậu vệ Safari. Cho đến thời điểm này thì bộ đôi trung vệ của U23 Việt Nam đó là Hoàng Văn Khánh và Bùi Tiến Dũng vẫn đang thi đấu khá tốt. Tiếp tục là một cú phá bóng nữa của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta cùng xem lại cơ hội dành cho Công Phượng. Những trận đấu như thế này
với việc cọ sát với các đội bóng quốc tế là cơ hội để cho ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ U23 Việt Nam, trong đó có Công Phượng, có thể tận dụng để chứng tỏ được khả năng của mình, phát huy những điểm mạnh và sửa những điểm còn khiếm khuyết. Văn Toàn được truyền về rất khó hiểu từ phía các cầu thủ U23 Malaysia. Rất may là ngay sau đó thì các cầu thủ Malaysia đã ngăn cản được tình huống tấn công từ phía U23 Việt Nam. Được chuyền của Jamri. Đây là cơ hội, cơ hội cho U23 Việt Nam. Hồ Tuấn Tài, Hồ Tuấn Tài quyết định dứt điểm. Một tình huống xử lý chấp nhận được. Đáng tiếc là vừa rồi thì Tuấn Tài đã không thể thành công. Phía trong chỉ có một mình Công Phượng, và vị trí của Hồ Tuấn Tài cũng không phải là một vị trí thuận lợi để chuyền bóng kiến tạo cho đội trưởng Công Phượng, và anh quyết định dứt điểm ở góc hẹp. Đã có những cơ hội để cho Hồ Tuấn Tài ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong trận đấu này, đặc biệt là trong hiệp 1 với cú đánh đầu cận thành, nhưng đã bị thủ thành Hasmi cản phá. Cơ hội! Cầu thủ của U23 Việt Nam đã ngã trong vòng cấm nhưng không có 11m. Đó là tình huống dành cho Hồ Tuấn Tài. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền. Có lẽ đó là đường chuyền của Văn Toàn, người đã ngăn cản không để cho Tuấn Tài có thể dứt điểm. Đó là trung vệ đội trưởng của U23 Malaysia, Zainuddin. Và có lẽ trọng tài người Thái Lan, ông Khamren, đã chính xác khi không thổi 11m. Một tình huống mà sau khi khống chế bóng và vượt qua thủ môn đối phương thì Hồ Tuấn Tài đã bị thất thế với sự áp sát rất nhanh của đội trưởng Zainuddin bên phía U23 Malaysia. Và sau pha bóng vừa rồi thì thủ môn của U23 Malaysia, đó là Sihan Hasmi, đã bị đau. Những mảng miếng phối hợp tấn công của U23 Việt Nam đang ngày càng trở nên đa dạng hơn. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà tinh thần thi đấu bây giờ của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang là thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi đội đến thời điểm này đã sử dụng một quyền thay đổi người. Bên phía U23 Việt Nam, Vũ Văn Thành rời sân để nhường chỗ cho Đỗ Thanh Thịnh. Còn bên phía U23 Malaysia, Jaffrey Chiu rời sân nhường chỗ cho Arif Anwar. Bên ngoài sân thì thủ môn dự bị của U23 Malaysia, đó là thủ thành áo số 22 Hakimi Awang, đã sẵn sàng để vào sân. Chấn thương rất đáng tiếc đối với thủ thành Sihan Hasmi. Chúng ta đang được xem lại cơ hội nguy hiểm dành cho Công Phượng, nhưng đáng tiếc là số 10 đội trưởng của U23 Việt Nam đã tận dụng khâu thành công. Và đây là phản ứng rất nuối tiếc của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng. Rất nhiều người tiếc cho Công Phượng, nhưng ta thấy là Công Phượng không tỏ ra nuối tiếc với tình huống bỏ lỡ của mình. Anh đang hài lòng với màn trình diễn của bản thân anh và các đồng đội ở trên sân. Với rất nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam, nhiều người đang chờ đợi vào một bàn thắng của Công Phượng để giúp cho cầu thủ này vượt qua được giai đoạn khó khăn và những áp lực về tâm lý. Pha xử lý của trung vệ Jaipon Bahari
đá phạt cho U23 Việt Nam. Văn Khánh, Duy Mạnh. Duy Mạnh và Trần Hữu Đông Triều đang tỏ ra khá ni với nhau. Tuấn Tài, Duy Mạnh. Một chuyền chính xác của Duy Mạnh dành cho Quang Hải. Vẫn là Quang Hải. Quang Hải vừa rồi đã không thể vượt qua được hậu vệ của U23 Malaysia. Zamri. Vẫn là Zamri. Andik Isak. Người cắt được bóng đó là Văn Toàn. Rất hay. Những pha xử lý cho thấy kỹ thuật và sự tự tin cao độ của Quang Hải. Công Phượng. Đường chuyền cho Văn Toàn. Rất hay. Văn Toàn. Quang ơi. Cơ hội. Điểm. Không vào. Thủ môn vào sân từ bàn ghế dự bị Hakimi Awang vừa rồi đã có pha cản phá rất tốt. Thêm một tình huống phối hợp rất tự tin, bài bản và đẹp mắt nữa từ phía cầu thủ U23 Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại cơ hội nguy hiểm dành cho đội tuyển U23 Việt Nam với nỗ lực rất đáng khen ngợi của Văn Toàn. Tuấn Tài nhả bóng lại và người dứt điểm cuối cùng có lẽ là Trần Hữu Đông Triều. Thủ môn Hakami Awang đã có tình huống bay người cứu thua xuất sắc. Đông Triều. Được chuyền cho Văn Toàn. Một pha ra vào rất hợp lý của thủ môn Hakami Awang. Tiếp tục là Đông Triều. Ném biên cho U23 Malaysia. Đông Triều đang ghi điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Toàn vừa rồi đã có cơ hội sau đường chuyền thể hiện khả năng quan sát khá tốt của Đông Triều. Andik Isak. A Hoàng. A Hoàng là người được lựa chọn ở vị trí hậu vệ cánh phải chứ không phải là Văn Sơn. Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Bóng đã chạm tay của số 9 bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Là một cầu thủ không phải có chiều cao quá tốt và thân hình cũng không phải là quá dày mình, nhưng Văn Toàn bù lại là một cầu thủ có tốc độ, có khả năng di chuyển không bóng cực kỳ thông minh và kỹ thuật qua người cũng tốt. Đó là điểm mạnh của tiền đạo người Hải Dương này. Tuấn Tài. A Hoàng. Văn Khánh. Rất nhanh, pha áp sát của Duy Mạnh. Vẫn là Duy Mạnh. Văn Toàn không được. Đường chuyền của Noa Aslin. Kumahan. Cơ hội tấn công dành cho cầu thủ U23 Malaysia. Naraja. Không được.
đang có sự hoán đổi ở các vị trí tiền vệ cánh của U23 Malaysia. Naraja đã ra sang bên phía cánh phải và nhường lại cánh trái cho Kumahan. Một cầu thủ của U23 Malaysia đã bị đau sau khi tranh cướp bóng bổng cùng với Đỗ Duy Mạnh. Có lẽ là đầu của Đỗ Duy Mạnh đã va chạm vào đầu của cầu thủ đối phương. Đó là tiền vệ phòng ngự Irfan Zakaria. Đúng như vậy. Với động tác vào bóng vừa rồi thì đương nhiên người bị đau đó là cầu thủ áo số 17 của Malaysia. Một năm vừa qua là một năm mà Duy Mạnh đã phải trải qua những khó khăn về tâm lý khi anh đang từ đỉnh cao là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam nhưng đã bị chấn thương trong cả mùa giải. Nhưng rất may là Duy Mạnh giờ đây đã bình phục chấn thương, tập luyện và thi đấu trở lại, được thi đấu chính ở cả câu lạc bộ Hà Nội cũng như là trong trận đấu này của đội tuyển U23 Việt Nam. Đông Triều, Công Phượng, không được. Nos Adlin, đường truyền dành cho Nadaraja. Lối đẩy sau của Nadaraja. Một pha đẩy người khá rõ của số 7 bên phía đội tuyển U23 Malaysia đối với Đỗ Thanh Thịnh, người vào sân để thế chỗ của Vũ Văn Thanh. Ngày hôm nay khá ngạc nhiên khi mà những cầu thủ tấn công rất tốt bên phía cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam đó là Vũ Văn Thanh và Nguyễn Quang Hải lại đang thi đấu không phải là thất vọng nhưng dưới sự kỳ vọng của nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên ít nhất thì Quang Hải cũng để lại dấu ấn trong nỗ lực phối hợp với Duy Mạnh bên phía cánh trái và từ tình huống đó dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Văn Toàn ở cuối hiệp 1. Văn Khánh. Hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua được khoảng 16 phút. Thế trận tiếp tục thuộc về đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta đã có thêm cơ hội để ghi bàn nhưng chưa tận dụng thành công. Văn Toàn. Công Phượng, không được. Cơ hội. Đó là đường truyền hơi khó. Pha xử lý vừa rồi có lẽ là của Hà Đức Trinh. Hà Đức Trinh là cầu thủ có được phong độ rất tốt ở mùa giải 2017 với 6 bàn thắng và một pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho SHB Đà Nẵng, trong đó có 3 bàn tại giải vô địch quốc gia, 3 bàn tại cúp quốc gia. Chúng ta xem lại pha đi bóng và nỗ lực kiến tạo của đội trưởng Công Phượng. U23 Việt Nam vừa rồi có 2 sự thay đổi người. Tiền đạo Hà Đức Trinh vào sân để thế chỗ của tiền đạo Hồ Tuấn Tài và số 6 Bùi Tiến Dũng vào sân để thay thế cho số 5 Trần Hữu Đông Triều.
Bùi Tiến Dũng, cầu thủ vừa vào sân thay thế cho Trần Hữu Đông Triều, là người hiện tại đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Khá mạo hiểm. Tiến Dũng. U23 Malaysia đã có 3 sự thay đổi người, nhưng huấn luyện viên Frank Bernhard và các học trò vẫn chưa thể giải quyết được sự bế tắc của mình. Chưa có một pha bóng nào thực sự sắc sảo và nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn Phí Minh Long. Công Phượng. Điều chuyển của Hà Đức Trình. Duy Mạnh. Ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi khá đa dạng. Chúng ta đã có những cơ hội nguy hiểm từ những tình huống tấn công từ hai biên, những tình huống phối hợp trung lộ và cả những đường chuyền dài vượt tuyến có điểm rơi. Cơ hội nguy hiểm dành cho cầu thủ U23 Malaysia. Không được. Đường chuyền hơi khó của Arif Anwar cho đồng đội. Một tình huống 3-3 dành cho cầu thủ Malaysia, nhưng các cầu thủ Malaysia đã bỏ lỡ. Pha xử lý không thành công của Kumahan. Hà Đức Trinh. Không được. Hà Đức Trinh không thể vượt qua ba cầu thủ của Malaysia. Và đây lại là cơ hội tấn công dành cho đội khách. Nararaza. Ném biên cho U23 Malaysia. Trước đó thì Hà Đức Trinh đã quá tự tin vào khả năng xử lý của mình, nhưng anh đã không vượt qua được ba cầu thủ của U23 Malaysia. Kumahan, Zainuddin, Zaipon Bahari, Safari. U23 Malaysia đang muốn đẩy cao tốc độ của trận đấu để tìm kiếm bàn thắng vào lưới của thủ thành Phí Minh Long. Một tình huống chơi bóng xử lý bằng gầm giày của Nararaja. Pha xử lý của số 7 bên phía Malaysia đã khiến cho trung vệ Hoàng Văn Khánh bị đau. Rất may đó chỉ là một tình huống bị đau nhẹ. Công Phượng.
Quang Hải. Công Phượng. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Trận đấu mới chỉ bước sang phút thứ 69. Minh Long. Văn Toàn. Rất hay. Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Cơ hội Công Phượng. Không được. Vừa rồi thì Văn Toàn thêm một lần nữa cho thấy được khả năng tăng tốc và con người rất kỹ thuật của mình. Anh đã có tình huống chuyền bóng đáp lễ dành cho Công Phượng. Trước đó thì Công Phượng cuối hiệp 1 chuyền bóng cho Văn Toàn ghi bàn, và vừa rồi anh nỗ lực để chuyền bóng cho người bạn thân. Nhưng đáng tiếc là Công Phượng sút bóng không thành công. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý qua người và kiến tạo rất tốt của Văn Toàn dành cho Công Phượng. Quả phạt góc dành cho U23 Việt Nam. Công Phượng. Quá người. Công Phượng. Đã có lỗi việt vị. Công Phượng đã di chuyển hơi sớm. Một lần nữa chúng ta thấy được sự háo hức và tình yêu dành cho bóng đá của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng. Một trận đấu chắc chắn đến thời điểm này mang lại rất nhiều những cảm xúc cho ông khi chứng kiến một thế trận hoàn toàn lấn lướt với rất nhiều những pha phối hợp tấn công đẹp mắt và tự tin từ phía các cầu thủ U23 Việt Nam. Thanh Thịnh. Quang Hải. Safari. Zenudin. Andik Isak. Lợi thế dành cho U23 Việt Nam. Văn Toàn. Công Phượng. Văn Toàn đang rất muốn tạo những cơ hội dành cho Công Phượng để đội trưởng của Việt Nam ghi bàn. Đó là cú dứt điểm kỹ thuật của Quang Hải. Đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị có thêm hai sự thay đổi người nữa. Hai cầu thủ chuẩn bị vào sân đó là số 2 Lê Văn Sơn và số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy. Hai cầu thủ rời sân sẽ là Văn Toàn và A Hoàng. Nguyễn Phong Hồng Duy vào thế chỗ của Văn Toàn và Lê Văn Sơn vào thế chỗ của A Hoàng. Substitution for the country Vietnam. Player number 9, Nguyễn Văn Toàn, replaced by player number 7, Nguyễn Phong Hồng Duy. Player number 12, A Hoàng, replaced by player number 2, Lê Văn Sơn. Như vậy là đến thời điểm này thì U23 Việt Nam đã có hai sự thay đổi người. Công Phượng. Đường chuyền của Hà Đức Chinh. Quang Hải. Cú bắt vô lề ngay. Rất tiếc cho tình huống bỏ lỡ cơ hội vừa rồi của Quang Hải. Cú bắt vô lề bóng đã không ăn vào mu chính diện mà ăn ra má ngoài của chân trái, khiến cho bóng đi rất thiếu chính xác. Quang Hải. Đường chuyền hỏng vừa rồi là của Irfan Zakaria. Công Phượng. Đường chuyền hơi sâu. Vừa rồi là pha phối hợp giữa Công Phượng và Quang Hải.
Vừa rồi là tình huống ném biên không hợp lệ của Đỗ Thành Thịnh, và trọng tài người Thái Lan ông Khamren đã cho cầu thủ Malaysia được hưởng quả đá phạt. Có lẽ vừa rồi thì trọng tài đã bắt lỗi để bóng chạm tay của cầu thủ bên phía U23 Việt Nam. Công Phượng pha để mất bóng là của Jamri. Không được. Pha phối hợp không thành công giữa Quang Hải và Thanh Thịnh. Trong trận đấu ngày hôm nay, ngoài sự góp mặt trên khán đài của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng thì còn có rất nhiều những quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF. Những ai theo dõi trận đấu này đang hài lòng với màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Được chuyền của Nguyễn Phong Hồng Duy. Vẫn còn. Phút nữa thì đó là tình huống đốt lưới nhà. Một pha căng ngang rất khó chịu. Người thực hiện đường căng ngang đó là hậu vệ Đỗ Thành Thịnh. Công Phượng thực hiện quả phạt góc cho U23 Việt Nam. Có thể thấy dù không có nhiều thời gian để khởi động nhưng thủ môn vào sân từ bằng ghế dự bị Hakami Awang đang thể hiện được khả năng của mình với những tình huống cứu thua, những pha ra vào và bắt bóng rất hợp lý. Lối vừa thuộc về Arif Anwar, cầu thủ mặc áo số 13 của U23 Malaysia. Arif Anwar vào sân để thế chỗ cho tiền vệ Jafri Chiu, nhưng anh cũng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình trong một thế trận mà U23 Malaysia đang bị lép vế trước đội chủ nhà U23 Việt Nam. Phí Minh Long. A Hoàng. Not Ali. Safari. Không khó khăn đối với Phí Minh Long. Hồng Duy. Nguyễn Phong Duy cũng là cầu thủ thuận chân trái. Đức Trinh. Không được. Đức Trinh định vặn sườn đối phương nhưng ý đồ của anh không thành công. Rất hay. Pha phối hợp giữa Hà Đức Trinh và Hoàng Văn Khánh. Đội tuyển U23 Malaysia chuẩn bị có hai sự thay đổi người liên tiếp. Những sự thay đổi hướng tới khả năng gia tăng sức tấn công của huấn luyện viên Frank Burhat. Hai cầu thủ chuẩn bị vào sân đó là tiền đạo mang số 6 Daniel
Ashraf và cầu thủ mang áo số 15 Dinesh Raja Singham. Kumahan, pha cắt bóng dễ dàng của Đỗ Duy Mạnh. Awang, Zaipon Bahari, Safari, pha xử lý không tốt của Bùi Tiến Dũng. Daniel Ashraf vào sân để thay thế cho Irfan Zakaria. Còn Dinesh Raja Singham vào sân để thay thế cho Kumaran. Player number 12, Kumaran Sabasivam, replaced by player number 15, Dinesh Raja Singham. Player number 17, Muhammad Irfan Zakaria, replaced by player number 6, Muhammad Daniel Ashraf Abdullah. Tổng Phước, dứt điểm! Nhiều người trông chờ, trong đó có cả bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng. Cuối cùng thì Công Phượng đã có được bàn thắng cho riêng mình và rất nhiều người đang chúc mừng số 10 bên phía U23 Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý của Công Phượng. Xử lý tự tin, đổi hướng và thực hiện cú sút bằng chân trái hiểm hóc. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam, và trong 3 bàn thắng của đội tuyển U23 Việt Nam có 2 bàn để lại dấu giày của Công Phượng. Rất kỹ thuật. Đây là tố chất chúng ta đã được thấy từ lâu từ Công Phượng. Rõ ràng là trong thời gian gần đây thì Công Phượng đã có những thay đổi về tư duy và lối chơi của mình. Như vậy là vừa rồi thì U23 Việt Nam tiếp tục có thêm 2 sự thay đổi người nữa. Hoàng Thanh Tùng là người vào sân để thế chỗ cho Nguyễn Quang Hải, và Phạm Đức Huy vào sân để thế chỗ cho Đỗ Duy Mạnh. Một cầu thủ của U23 Malaysia đang bị đau trên sân, đó là tiền vệ trung tâm Anwar Zamri. Công Phượng đã nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam ở phút thứ 81. Văn Sơn, pha cả người khôn ngoan của Hồng Duy. Không được. Rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của Hà Đức Trinh.
Những phút còn lại là những phút mà U23 Malaysia chắc chắn sẽ tiếp tục rất quyết tâm đẩy cao tốc độ cũng như là đội hình để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Bây giờ thì một kết quả hòa không là điều quá xa xỉ đối với thầy trò huấn luyện viên Frank Berhad, và bàn thắng danh dự là điều mà U23 Malaysia đang cần. Sức chứa của sân vận động Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là 16.000 chỗ ngồi, và ngày hôm nay theo quan sát của chúng tôi ước tính số lượng khán giả đến sân để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng là khoảng 10.000 người. Công Phượng, một pha chuyền bóng khá khó hiểu của Công Phượng cho các đồng đội. Bản thân tiền đạo Hà Đức Trinh cũng đã bị giật mình. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý và dứt điểm rất tự tin của Công Phượng. Cho dù trước anh có tới 5 hậu vệ, 5 cầu thủ bên phía U23 Malaysia. Được chuyền của Thanh Tùng, Đức Trinh. Sẽ có quả đá phạt dành cho U23 Việt Nam. Đây là một cự ly đá phạt hoàn toàn có thể mang tới những hy vọng có thêm bàn thắng cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Trong các buổi tập trước khi bước vào trận đấu giao hữu quốc tế này, Công Phượng và Quang Hải là những người thực hiện những cú sút tốt nhất. Giờ đây Quang Hải đã được thay ra ngoài, và có lẽ Công Phượng là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Cự ly và góc sút gần giống với cự ly và góc sút mà anh đã ghi bàn vào lưới của U23 Malaysia cách đây 2 năm tại Singapore tại vòng bảng của SEA Games. Công Phượng, một ý đồ tương tự nhưng cú sút lần này của Công Phượng không chính xác. Zainuddin, Công Phượng, Đức Trinh, vẫn còn. Đó là cú sút thẳng, có lẽ đó là pha xử lý của Văn Sơn. Trước đó thì Hà Đức Trinh và Công Phượng đã có pha phối hợp khá ăn ý. Rất tiếc là Công Phượng đã không thể dứt điểm, và sau đó thì Văn Sơn đã quyết định thực hiện cú sút vào góc cao khung thành của thủ môn A Quang, nhưng bóng đã đi ra bên ngoài cầu môn. Công Phượng, Đức Trinh, pha lùi về hỗ trợ phòng ngự của Anwar Jamri. Anik Isak, đến thời điểm này khi trận đấu đã bước sang phút thứ 88 thì chúng ta vẫn chưa được thấy một pha phối hợp thực sự bài bản, sắc nét và tự tin nào từ phía cầu thủ U23 Malaysia. Là rõ ràng là những gì trong trận đấu ngày hôm nay đã thể hiện khiến cho huấn luyện viên Frank Berhad sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều trong quãng thời gian khoảng hơn nửa năm còn lại trước khi bước vào tranh tài tại môn bóng đá nam tại SEA Games 29. Zainuddin, như vậy là vừa rồi đã có thẻ vàng được trọng tài người Thái Lan, ông
Cameron rút ra dành cho Công Phượng. Và đây là thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu này. Trọng tài có lẽ đã bắt lỗi kê chân của Công Phượng đối với đối thủ. Thủ môn A Hoàng đã phát bóng rất dài lên phía trên dành cho các tiền đạo. Nhưng phút vừa qua, U23 Malaysia thi đấu với hai tiền đạo, đó là Noor Aslin và Daniel Ashraf. Nhưng cho dù đã sử dụng rất nhiều những quyền thay đổi người, nhưng huấn luyện viên Frank Bernhard vẫn chưa thể giúp cho U23 Malaysia thay đổi thế trận trong một trận đấu rất xuất sắc của cao thủ U23 Việt Nam. Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 trận đấu này là 4 phút. 4 phút cho những hy vọng rất mong manh để ghi bàn thắng danh dự của cao thủ U23 Malaysia. Bóng không tới được vị trí của Lê Văn Sơn. Tiến Dũng, Văn Khánh, Bùi Tiến Dũng. Pha lấy bóng thành công của Văn Sơn. Vẫn còn Hồng Duy. Pha phối hợp giữa hai cầu thủ vào sân thay người gần như cùng một lúc, Hồng Duy và Văn Sơn. Đáng tiếc là cú sút cuối cùng của Văn Sơn lại quá hiền. Thanh Thịnh, đường chuyền cho Thanh Tùng, pha chuyền bóng hơi khó. Và hậu vệ của U23 Malaysia, đó là Raja Singham, đã quyết định đá bóng ra bên ngoài chịu quả ném biên. Nếu tận dụng tốt những cơ hội đã có được trong trận đấu ngày hôm nay thì số bàn thắng dành cho U23 Việt Nam ít nhất phải là 5 hoặc 6 bàn. Công Phượng, Văn Sơn, quyền ném biên thuộc về U23 Malaysia. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu giải tỏa tâm lý rất tốt dành cho đội trưởng Nguyễn Công Phượng. 3 bàn thắng của U23 Việt Nam đến thời điểm này có sự góp công của Công Phượng trong 2 bàn. Một pha kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn, và ở phút 81 anh đã trực tiếp lập công với pha xử lý tự tin quen thuộc trong vòng vây của 5 cầu thủ bên phía Malaysia. Công Phượng không được. Hồng Duy, những pha phối hợp rất tự tin và kỹ thuật của cầu thủ U23 Việt Nam. Đường chuyền vừa rồi là của Tiến Dũng. Chỉ còn khoảng 1 phút nữa thôi, thời gian đã bù giờ của hiệp 2 sẽ khép lại. Đường chuyền quá sâu và không khó đối với thủ thành Hakimi Awang. Công Phượng, cơ hội rất bình tĩnh, không được.
đó là pha xử lý và dứt điểm của Thanh Tùng. Lại một lần nữa người kiến tạo cơ hội đó là đội trưởng Công Phượng. Một pha kiến tạo mà Công Phượng đã mang tới cơ hội cho cả Thanh Tùng và Lê Văn Sơn. Đáng tiếc là Thanh Tùng sau động tác qua người lại dứt điểm quá nhẹ bằng chân trái. Rasingam. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài người Thái Lan ông Kamren đã thổi còi kết thúc trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Kết quả chung cuộc, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số là 3-0. 3 bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi với 2 bàn trong hiệp 1 từ phút thứ 2 do công của tiền đạo Hồ Tuấn Tài, phút thứ 43 do công của Nguyễn Văn Toàn và phút thứ 81 là pha lập công của đội trưởng Nguyễn Công Phượng. Một trận đấu khởi đầu năm mới cực kỳ mãn nhãn của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trước một đối thủ được coi là kỹ giờ trong khu vực Đông Nam Á, U23 Malaysia. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật của Đài Truyền hình Việt Nam trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia ngày hôm nay xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.